xin tạo. Chào các bạn. Đúng xin chào các bạn với các bạn. Mẹ ơi, tự nói để nghe đoạn chơi. Dám buồn à, cho nó vui à. Đấy, tụi mình con lớn hết rồi, tụi mình không có biết chuyện gì làm nó buồn. Buồn quá cũng không được, buồn quá dễ xem đi bệnh thận. Bữa nay mình phải vui. Mập mà ăn thịt không à? Tám dĩa thịt bò rồi đó. Một mình ở Lâm Tây nè, ăn tám dĩa thịt bò. Mẹ của ông là người sinh ở Đài Loan, nhưng mà bà ngoại của ông là người Nhật, cho nên nó Nhật với Đài, ba nó với nội nó là Đài, còn bên ngoại của nó là Nhật, bà ngoại nó là người Nhật thẳng gốc người Nhật luôn, ông ngoại của nó người Nhật luôn, cho nên nó tiếng Nhật nó gần một câu chứ nó không có gần hai câu, chữ nó không biết. Nhưng mà nó ODC thì nó biết hả? ODC Người Đài của nó ngộ lắm các bạn ơi. Ăn không có được nói chuyện, ăn là phải nghiêm chỉnh ăn, ngồi ăn nín hình, ăn cho hết. Nếu mà mình nói chuyện lớn tiếng, nó nói mình mất lịch sự, nó nhìn mình. Cho nên các bạn thông cảm à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
我学你的，我会。以前我不知道这样。有两个酱油，是一个红粉，是一个黑酱油。我喜欢黑酱油，比较味道比较浓。一个比较重啊，头粉的都比较淡。对，我不喜欢头粉，太淡了，没有那个导游的味道。加导游不导游的毛好多钱。像加咸豆鸡的加你喝喝豆喝咸豆鸡的水，里面还加到豆腐乳。Yeah, that is a good one.